Kính thưa mọi người, thì hôm nay xin mời mọi người hãy theo chân GoFood để đến với khu trọ ở khu vực gần đường Lê Văn Khương ở quận 12. Thì ở đây thì theo như cái thông tin mà bà con gửi đến cho GoFood, đó là ở đây là hiện tại có tổng cộng là rất là nhiều phòng, nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây, những cái phụ huynh ở đây liên hệ đến GoFood là muốn có thể là giúp đỡ đến cho con của họ ở trong khu trọ này. Tại vì đa phần là ở đây là các cháu nhỏ, và theo như mình được gửi cái danh sách đó là chỉ có 10 phòng, và nhưng mà trong đó là có 15 cháu nhỏ ở trong cái lứa tuổi đó là đang đi học, và cũng như là những cái cháu mà cần phải được bổ sung dinh dưỡng, ví dụ như là sữa. Mình có hỏi phụ huynh thì đầu tiên ở đây là sữa sùng, những cái dinh dưỡng cần thiết cho các cháu nhỏ. Và một điều đặc biệt nữa là ở trong cái thời gian này là cái thời gian mà các cháu đã chuẩn bị đi học và điều là học online. Và cái điều cũng Mạnh Thường Quân xin lỗi, cái điều mà phụ huynh họ lo lắng đó là việc học hành, sách vở cũng như là các thứ cho các con em ở đây. Và hôm nay thì thay mặt Mạnh Thường Quân thăm các cháu và cũng như là xem cái hoàn cảnh của bà con ở đây như thế nào, thì thay mặt cho khu trọ đó là chị Thuận sẽ gửi một vài lời tâm sự đến cho tất cả bà con. Thì chị đây cũng là một phụ huynh trong cái khu trọ. Chị cho em với mọi người biết là ở đây tổng cộng trong 10 cái phòng thôi nha, 10 cái phòng là bao nhiêu cháu và cái lứa tuổi của các cháu như thế nào? Dạ, trong 10 phòng là có gia đình là cỡ 2 bé, có gia đình 1 bé tầm khoảng 7 tuổi trở xuống. 7 tuổi trở xuống? Dạ, 4 tuổi, 2 tuổi mấy cũng có. Ở đây có trẻ sơ sinh không gì? Trẻ sơ sinh có 1 bé. Là nằm ở trong danh sách là 15 cháu nữa ha? Có một bé ở bên phòng bên đây, cũng một giải trọ luôn, là 6 tháng. Đa phần là ba mẹ của các cháu là ở nhà, thất nghiệp, không có đi lo sữa sùng nè, rồi học hành rồi đúng không? Học online rồi các thứ, phải cần điện thoại rồi sách vở rồi, ôi các thứ lung tung hết. Rồi nhờ chị Thuận dẫn em đến 10 phòng và cũng như là gặp mấy cháu ở đây. Tại vì chị Thuận chỉ có gửi một cái danh sách, ở đây cái khu vực này là trên 30 phòng nha mọi người, nhưng mà 10 phòng là nằm ở trong cái danh sách được sự giúp đỡ ở trên kênh GoFood. Trước khi mà nhờ chị Thuận dẫn đi đó ha, thì em xin phép em thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh xin gửi đến món quà đến cho bà con ở đây, đặc biệt là mấy cháu nhỏ. Em xin phép được đọc tên và cái khoản tiền. Ở đây là 10 phòng ở khu vực TA11 ở quận 12. Của Phước xin phép được đọc là thứ nhất là của anh Vũ Mập, $50, chú Dữ $100. Hai người này là tổng cộng là $150, là 3.450.000. Thì hai người này là ở trong nhóm chú Bùi Văn Dữ ở bang New Mexico ở Mỹ. Thứ hai là của cô Lê Thị Loan ở Canada là 1.550.000 đồng. Thứ ba là của nhóm cô Thanh, gồm có là chị Dung Bủ, anh Quân Thành, cô Thu Hương, cô Phan Thúy, cô Ngọc Lan, cô Kim Liên, cô Ngọc Thanh, thì tất cả là ở Canada. Thì tổng cộng nhóm của cô Thanh đó là 3 triệu. Thứ tư là của chú Hùng ở Úc là 2 triệu. Thứ năm là của cô Nguyệt ở Bỉ là 2 triệu. Cuối cùng là của cô Bành Khánh Linh ở Mỹ và chú Bành Trí An ở Luxembourg, thì hai cô chú này là 3 triệu. Thì tổng cộng cái khoản tiền đó là 15 triệu. Một chút xíu nữa nhờ chị chia giùm em cho mỗi phòng đó là 1,5 triệu nha. Còn riêng về chị Ngọc Hân ở Úc thì tặng cho các cháu ở đây đó là 4 thùng sữa. Thì tổng cộng cái khoản tiền đó là 1.350.000. Thì đây là cái bill hồi nãy là nhờ chị Thuận mua sữa giùm á mọi người, thì GoFood không có chở được. Đây là cái bill là 1.350.000. 4 thùng sữa này thì một chút chia đều ra, mình cũng không biết bao nhiêu, nhưng mà chia đều cho các cháu ha. Đó, ở bên phòng của chị Thuận mua giùm. Thì tới thời điểm này thì cái việc mà hàng hóa rồi vận chuyển nó khó khăn, nên là chỉ có mua được 4 thùng và là sữa, là sữa bịch. Sữa hộp. Sữa hộp hả chị? Dạ, cuối cùng em mua được cái sữa hộp. Sữa hộp, nó cho mấy cháu nó vui. Chút là cái đó là chia đều ra ha. Dạ. Đó, em gửi cho chị 15 triệu. Dạ. Chị đếm lại giùm em coi đủ 15 triệu hay không nha. Dạ.
5, 6. Đủ 15 tuổi. Đủ 15 triệu hả chị? Em nhờ chị nói như thế này. Chị dẫn em tới 10 phòng thì chị nói là đây là mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi đến cho bà con trong mùa dịch. Rồi chị nhờ bà con từng phòng á, cảm ơn mạnh thường quân giùm em. Như vậy thôi ha. Nhưng mà trước mắt nhờ chị đại diện chị cảm ơn giùm em. Dạ em tinh thuận, em đại diện cho 10 phòng trọ cảm ơn mấy anh chị mạnh thường quân ở trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho 10 phòng trọ của em qua khỏi cái dịch bệnh này. Trước khi chị em mình đi đó, em nhờ chị chia sẻ, tại vì cái cách mà chị gửi hình cho em với lại cái cách mà chị gửi tin nhắn cho em á, là không chỉ riêng gì con chị nhưng mà chị lo chung cho mấy đứa nhỏ ở đây, thì chị cho em xíu cảm xúc như vậy về đặt trên cái vị trí mình là phụ huynh. Dạ thấy mấy đứa nhỏ gia đình á, không ai đi làm hết, thì sữa thì mấy bé cũng mấy cũng lớn nhưng mà uống sữa tươi, nhưng mà thấy mấy đứa nhỏ mùa dịch này mà không có sữa tội quá, thì em mới xin mấy anh chị mạnh thường quân á, ai cho được mấy bé thì cho mấy bé mừng. Dạ con em cũng là 4 tuổi đó. 4 tuổi dạ, thì cũng như là đặt ở vị trí phụ huynh đi ha, thì mình kiểu mà mình không có muốn con mình nó thiệt thòi, nó thiếu thốn ha, mình sao cũng được. Đúng không? Dạ. Đó thì sẵn tiện đó là nhờ chị Thuận chị chia sẻ, tại vì trước khi mà hai chị em chuẩn bị tới những phòng đó thì em nhờ chị chia sẻ chị những gì chị nói. Dạ em chỉ xin 10 phòng mà tiền mạnh thường quân cho đến 15 phòng, nên em bây giờ em còn 5 triệu đó giờ cho em chia cho những người mà 5 phòng tiếp được nữa. Tại vì hai vợ chồng cũng ở nhà thất nghiệp. Tại vì chủ yếu là chị muốn là cho mấy đứa nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là cho mỗi phòng là 1 triệu. Dạ. Nhưng mà ở trên khu phố sắp xếp là mỗi phòng là 1,5 triệu. Dạ. Thì dư ra ý là xin ở các bà con ở đây rồi, họ đồng ý thì lấy 5 triệu đó là cho tiếp 5 phòng khác. Chơi tiếp 5 phòng là khác. Tổng cộng 15 phòng. Dạ. Đúng không? Cho nó vui vẻ luôn. Dạ. Đúng không? Dạ, chia sẻ với nhau. Tại vì cái việc mà chị chỉ gửi cho em chỉ có 10 phòng cái thông tin thôi. Rồi. Nhưng mà giờ mạnh thường quân thì dư được tới 5 triệu nữa. Nên giờ em xin cho 5 triệu này cho 5 phòng. Rồi. Thêm 5 phòng nữa chia sẻ với nhau. Dạ. Không có gì đâu. Rồi bây giờ tới cái phòng đầu tiên đi. Dạ, phòng đầu tiên là ngoài kia anh. Dạ chào anh nha. Dạ em là Thuận. Em có xin được mạnh thường quân trong và ngoài nước cho mấy phòng mà có bé mỗi người 1 triệu. Dạ. Anh cảm ơn mạnh thường quân giùm em á. Cảm ơn nhiều. Dạ. Anh có mấy cháu hả anh? Có 2 đứa, 4 tuổi với đứa 5 tháng. 4 tuổi với 5 tháng. Cái tuổi này là sữa sùng là phải đáp ứng rồi ha. Dạ. Chứ để tội. Thôi em gửi nha. Dạ, để mua sữa cho mấy cháu nha. Nhiều. Dạ em đi. Rồi cái tàu vô trong đây anh. Chuột đâu rồi? Ừ đúng rồi, cho mọi người thấy là mấy cái cháu nhỏ trong từng phòng á. Em là Thuận, em có xin trên mạnh thường quân trong và ngoài nước xin cho mỗi phòng hộ gì là có em bé thì là được 1 triệu. Em gửi em cảm ơn mạnh thường quân còn nhiều nhé. Dạ là gia đình mình có 1 cháu. Một cháu học lớp mấy rồi con trai? Lớp 2. Lớp 2, con học trường nào? Trường Mới Sơn. Ừ. Thôi chú đi nha. Tới phòng này. Chào các chị. Dạ. Chị cứ nói em là đại diện mạnh thường quân trong và ngoài nước cho những hộ mà có cháu nhỏ ha. Dạ. Em đại diện cho 10 mấy phòng trọ mình ở đây nè, xin trên mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ cho mấy cháu nhỏ, phòng có cháu nhỏ. Cảm ơn thường quân. Mấy cháu rồi chị? Chị 2 đứa mắc kẹt ở dưới bà ngoại đi chơi của họ không dịch đó không có về được. Bà ngoại ở đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương. Cháu này 4 tuổi hả chưa? Chưa, có 2 tuổi mấy. 2 tuổi gì đó hả? Dạ. Phải đi nha. Chú kìa. Dạ chú đi. Ừ. Dạ.
Dạ. Quên có một bụm, quên bụm mất tiêu rồi, cái phòng đầu. Dạ. Em quên để mình đi đi, dạ, chút mình vòng lại. Dạ dạ. Đeo khẩu trang vô, đeo khẩu trang. Chị đại diện xin mạnh thường quân trong và ngoài nước á, được mười mấy phòng cho bé để uống sữa. Em cảm ơn mấy mạnh thường quân. Con em đâu? Hai cháu ha. Chồng kia. Ở vậy hỏi sao gửi 10 phòng giờ, 10 phòng mà 15 cháu là chắc phòng à? Phòng có hai người. Ô, đâu rồi? Đeo khẩu trang. Em đại diện mười mấy phòng là xin mạnh thường quân trong và ngoài nước á, cho phòng mấy bé có tiền mua sữa qua cái mùa dịch này. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ, anh chú chắc là nhờ mấy chị dẫn mấy cháu ra nhận sữa luôn. Dạ. Ha, anh chú mình gửi sao. Mở cửa. Đeo khẩu trang vô, trời đeo khẩu trang vô. Con của ai? Con gì đó? Mấy à. Tháng, 6 tháng vậy chị? 9 tháng rưỡi hả? Dạ. Yeah. Cháu uống sữa hộp hay là còn bú của mẹ? Bú mẹ. Bú sữa mẹ. Dặm thêm. Em có xin mạnh thường quân ở trên trên GoFood á, trong và ngoài nước á, xin được mười mấy phòng mình cho mấy bé uống sữa. Chị nhận thì cảm ơn mạnh thường quân giùm em á. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Em đi nha. Đây. Duyên ơi. Trời ơi, xin được tiền trên mạnh thường quân trên trong và ngoài nước á. Có cho mình người một hộ vậy là 1 triệu cho tiền cho bé mua sữa. Thì chị cảm ơn mạnh thường quân giúp em. Dạ. Để cho em hỏi cái. Là chị là mấy cháu rồi? Một cháu, mấy tuổi rồi con trai? Mấy tuổi? 3 tuổi. Thì 1 triệu như này thì chị sẽ sử dụng như thế nào? Dạ, em mua sữa cho bé. Mua sữa? Là cháu uống sữa hộp thông thường giống của mấy cháu kia hay là uống sao chị? Dạ, uống sữa hộp. Sữa hộp ha, chứ không uống sữa lon nữa ha. Dạ. Ừ. Đang ngủ hả? Dạ. Chút ra ngoài đi với cô Thuận ra ngoài, cô Thuận cho mấy hộp sữa nha. Dạ. Thôi em đi nha. Dạ. Chiều là chắc mấy đứa nó tập trung ở đây. Dạ, thôi. Dạ chứ. Đúng mà. Giỡn á mọi người. Nít á. Chiều ở đây, sân ở đây nó cũng rộng Long hơn ơi. Mấy cái khu khác. Chào anh trai nha. Đeo khẩu trang cái, mặc áo cái. Ủa cái cô phòng đối diện với chị là đó, cô đó đó. Cô phòng đối diện. Chỗ mình gửi xe đó. Dạ. Cô đó là cô có hai đứa con mà lấy chồng hết rồi. Ừ. Dạ. Ở mình. Ở con mình thôi, cũng thất nghiệp mấy tháng nay. À. Hồi em bởi vì em xin thêm em chia ra. Cho cái người lớn á, người có năm dạ. Phòng khó khăn. Dạ. Rồi chị chia vậy rồi lỡ thiếu tiền cho con chị uống sữa hay sao? Có tính trong đó không? Anh Long ơi. Lâu cho tưởng dạ. Con triệu anh nhỉ. Em xin lỗi em mặc. Dạ dạ không có gì đâu anh. Mở ra cho thấy hai đứa bé ngủ quá. Em có xin dạ. Mấy anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước á cho hộ 1 triệu để mua sữa cho bé cha mấy cháu trong mùa dịch này á. Em cảm ơn mạnh thường quân. Nha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Chút xíu ra cô Thuận cho sữa nữa nha. Không, cho mấy hộp sữa. Ừ. Em có xin mạnh thường quân trong và ngoài nước. Gửi tiền cho mấy bé ở trong. Dạ, dạ đưa cho chồng. À. Nhận đây. Bơm hả? Bơm. Bơm hả? Dạ chú. Nhiêu tuổi rồi con trai? 4 tuổi. 4 tuổi là con ở nhà hay là con học trường mầm non nào? Dạ 22. 22. Rồi sáng là ai đưa con đi học? Mẹ hay ba? Mẹ hả? Rồi cô giáo chủ nhiệm con tên gì? Tên Bơ, tên Đăng Đen. Không, cô á. Cô gì? Cô con tên gì? Cô Phượng lại cô Hồng. Cô Phượng hả? À.
Đó, mẹ cho con tiền đó là để chiều ba đi mua sữa nha. Dạ. Ừ. Cảm ơn chú với chú với bà Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn chú. Với ông với bà Mạnh Thường Quân. Nói đi. Con cảm ơn nhiều. Thôi, làm biến rồi đó. Dạ. Dạ. Cái phòng rồi cô. Dạ. Cô bây giờ là mình gửi những cái phòng trẻ em xong rồi ha. Em bây giờ phòng trẻ em rồi nữa. chị gửi giùm em. Xong là còn 5 phòng. Dạ. Chia ra tại vì nhà khu trọ là quyết định là chia mỗi phòng. Đi vô nhà đi, đừng có tụ tập đông đúc. Dành thêm 5 phòng nữa cho người lớn. Người khó khăn. Chị cứ gửi đi, dạ cứ gửi giùm em. Luôn hả? Dạ. Đây, chị gửi ấy 1 triệu đó. Rồi. Và hiện tại là bây giờ là xong hết 10 phòng ha. Dạ, 10 phòng. Rồi bây giờ nhờ chị gửi giùm em thêm 5 phòng người lớn nữa ha. Dạ. Mỗi phòng 1 triệu cho nó vui vẻ luôn. Dạ. Nha. Rồi chị gửi giùm em. Con xin tiền ở trên Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước á. Xin mỗi phòng được 1 triệu. Để mấy cô chú mấy bé có tiền qua cái mùa dịch này. Cô cầm cảm ơn Mạnh Thường Quân. Con gửi nha. Dạ. Dạ. Tới cô bên này. Nè, ba. Không, khỏi cô Bảy. Cô Bảy à? Cô này nãy em có nói anh á. Dạ. Dạ. Em con xin trên Mạnh Thường Quân á, cho mấy được mười mấy phòng, mỗi người 1 triệu qua cái mùa dịch này đó. Rồi, cô, dạ, cô cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, dạ. Dạ. Chị gửi giùm em luôn nha. Chị là phòng nào? Phòng này. Chị phòng đó ha. Ừ. Hả? Cái chị này ở trước nhà đó, trước phòng đó. đang thắng tép mỡ đó mọi người. Cái này là mình thắng để mình lấy cái tép mỡ lại kho quẹt anh. Chứ không phải là mình lấy mỡ, mình cũng lấy mỡ để cũng lấy mỡ để dành ở xào chiên. Còn cái tép thì để dành kho quẹt ra, bỏ nước mắm rồi vô. Có nghĩa là trong cái mùa dịch này là chị khó khăn nên là chị sử dụng hay là trước kia? Đúng rồi. Đúng rồi. Bình thường thì ít nghĩ tới cái chiêu này ha. Bữa nay người ta cho mỡ nè, rồi về thắng rồi thì kho quẹt lại ăn luôn. Ăn khỏi mua đồ ăn. Ủa, đó, chị cứ gửi đi. Dạ. Vậy cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mấy cách ly hả? Cách ly về được 1 tháng mấy, 2 tháng hả? À, chị F0 hả? F0. Dạ. Vô trọng mới bị lây chéo. Rồi gia đình có ai bị nó không ngoài chị? Không, có mình à. Đi làm công ty cái trong đó có người bị. Cái nó test mình âm tính hết. Mà cuối cùng cũng đưa đi cách ly tập trung. Xong vô trọng bị lây chéo. Dạ. Rồi ở trọng đâu đúng 1 tháng mới về. Vậy là khu này lúc trước là bị phong tỏa nè. Ừ, đúng rồi. Khu trọ nè. Ở khu này một lần gào, tại vì có mình tôi bị là gào hết, không cho xóm này đi đâu hết. Dạ. Rồi gào nhốt hết, nhốt mà nửa tháng á. Ừ. Rồi chừng mà về ở đây mới tháo ra. À, vậy đó. Rồi rau củ quả đồ bà con ở đây sao đi chợ không chứ? Không. Xin hả? Xin đem về cho ở xóm là ăn. Trong mấy cái nhóm thiện nguyện rồi họ có tới họ cho rạo gạo, rau củ quả với trứng được. Quả trứng được. Đây xin gạo nè, xin đồ ăn, xin nhiều lắm, nếu mà không nhờ bé này là ở đây không có gì để ăn luôn á. Đây cũng xin giỏi dữ lắm. Biết cập nhật ở trên mạng rồi đó ha. Xin rau củ đồ á. Ở đây bà con mình á là đa phần là làm lao động tự do. Dạ, lao động tự do. Công nhân nè, thợ hồ nè, thợ sắt nữa. Thợ nhôm nữa. Vậy đó. Với lại giờ nhờ chị Thuận chắc là gọi mấy bé ra cho em chụp một cái tấm hình với lại là gửi sữa luôn nè. Bây giờ chị chia đi. Bây giờ 4 thùng đó chị chia đều ra các cháu nhỏ đây hết đi. Dạ. Kêu một tấn kêu con nó ra luôn. Chắc là không có nhiều nhưng mà có được vài hộp cho mấy đứa nó uống nó cũng vui. Đó mọi người thấy không? Đó. Mấy đứa nhỏ nè, bây giờ nó chưa ra hết nữa nha mọi người. Có đứa nó còn ngủ ở nhà với lại nó coi tivi rồi ở nhà đó. Ừ. Sữa này là hồi nãy mình cũng có nói là chị Ngọc Hân ở Úc gửi đến cho cái khu trọ là 4 thùng sữa. Đó. Thì nhờ mấy chị ở đây chia ra cho mấy đứa. Ngủ, gửi cho mấy cháu nào mà nó ngủ thì gửi cho trong phòng gửi đại diện cũng được. Đó, để cô Thuận cô gửi. Chia đều ra. Đúng rồi. Trước mắt là 2 lóc. Dạ đi về cho ba đi. Rồi, dạ luôn.
cô hả ba cái gì? Bà kia. Đây. Kìa. Này này. Rồi. Rồi. Tôi xử lý ở đây quá. Lấy người thôi, lấy người mẹ. Đây con, cảm ơn cô Bí đây con. Nè nè, cô gửi cho em luôn. Cho em luôn. Em đang ngủ đúng không? Ừ. Rồi. Rồi. Xuống hả? Xuống sữa nữa hả? Cho mẹ lấy bầm. Là lấy bầm. Dạ con đưa luôn thêm mất. Cà chua nữa. Ai nữa cà chua đâu? Cà chua ngủ. Cà chua ngủ. Cà chua ngủ. Cà chua đi. Lấy giùm đi ai. Ai có con nít lấy giùm. Cái sữa nè. Có sữa không? Đây. Đủ rồi. Hai lốc này chắc uống được 2 ngày hả? Ngày hả? Thành ra ngày là 2 lốc. 1 ngày 2 lốc. Chạy ra đây. Một lốc nữa đổi. Một lốc nữa đủ. Một lốc nữa đủ. Rồi giãn ra đi. Nó mọi người thì hiện tại là mỗi cháu thì được 3 lốc sữa. Nó thì bây giờ là cũng trưa rồi, để cho mọi người nghỉ ngơi. Với lại là GoFood cũng xin phép được kết thúc clip ở đây, và cũng thay mặt cho khu trọ cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân, tới người xem ở trên kênh GoFood. Thôi cảm ơn chị Thuận nha, rồi em cũng xin phép em về nha. Đó. Để em thay mặt tay sống trọ cảm ơn các anh chị đã trong dạ. Thôi em về nha.